Chào cả nhà nhé. Hôm nay mình lại chơi con game nấm nư tiến lên này. Con game này mới ra. Mới khám phá có 2 ngày rồi. Thấy game cũng vui phết. Game này ra cái kiểu dành cho những trẻ em chơi. Cũng hay. Game mày thấy hình như rất nhiều con gái chơi. Hệ thống trang bị thì game mày kiếm đồ rất dễ. Anh em chỉ cần cứ ấn vào cái đèn thần này. Ra trang bị. Cứ ấn vào cái đèn thần là ra trang bị. Cài auto. Cài auto là ra đồ. Chọn cái đồ cao nhất ấy. Còn đồ thấp thì cài tự động cho nó tự bán. Game này thì chế độ chơi thì nhàn. Không hề vất vả cày mấy, game mà chỉ trai anh em mình cứ treo máy làm nhiệm vụ các phó bản, đánh phó bản boss này, tập kích thần đèn đèn thần, khiêu chiến hàng rồng băng. Hiện tại chơi mới được có hơn một ngày nên là cấp nó vẫn thấp. Game avatar thì rất rất là nhiều bạn nữ chơi. Game này thì như có 3 lớp nhân vật. Nhân vật cung với cả nhân vật kiếm với cả nhân vật pháp sư. Chúng con game mà anh em chơi được ấy. Game mà chơi vui. Không mất nhiều thời gian. Chúng mà chơi con game này quá nhà luôn. Không mất thời gian cày đầu tiên của game ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.